Theo Ban Quản lý Quỹ Vaccine phòng COVID-19, tính đến 17 giờ ngày 2 tháng 8, quỹ đã tiếp nhận được 8.427 tỷ Việt Nam đồng, đã bao gồm ngoại tệ quy đổi. Số tiền đã chuyển vào quỹ kể trên cho 494.378 tổ chức cá nhân tham gia đóng. Để bảo đảm minh bạch, công bằng, Ban Quản lý Quỹ Vaccine phòng COVID-19 đã công khai đầy đủ các đơn vị tổ chức, bao gồm cả những đơn vị đã chuyển tiền hoặc đã cam kết nhưng sẽ chuyển sau. Các đơn vị doanh nghiệp đã chuyển tiền, đóng góp đều có xác nhận rõ ràng, thống kê đầy đủ. Toàn bộ số tiền ủng hộ, số dư tiền chuyển vào quỹ ở các ngân hàng thương mại đến cuối ngày được chuyển hết về Sở Giao dịch Kho bạc Nhà nước và chuyển tiếp ngay về ngân hàng Nhà nước.